xin kính chào quý anh chị nằm trong cái chương trình tư vấn tài chính hỗ trợ cho mọi người thì hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ một cái trường hợp đó là nữ kế toán sở hữu tài sản lớn nhưng sinh lời khá thấp thì đúng như cái tựa đề của nó thì gia đình cái chị này chị Hồng có sở hữu cái tài sản cũng tương đối lớn nhưng mà cái khả năng sinh lời của nó thì lại chưa đáp ứng được yêu cầu thì đầu tiên là chúng ta sẽ điểm qua phần thực trạng của cân đối kế toán, dòng tiền cũng như kết quả kinh doanh. Thì đây là chính là cân đối kế toán của chị ấy, với tổng tài sản là 6 tỷ 6, trong đó tài sản thanh khoản tức là tiền là có 60 triệu thôi, tài sản tiêu dùng là 300 triệu. Đó chính là cái ô tô. Thì à, về cơ bản nhà ở thì chị đang đi thuê. À, về tài sản đầu tư thì bất động sản có 4 tỷ 8. Thì đây chính là cái căn nhà chị mua nhưng mà chị lại 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 không ở, chị không ở và chị đi thuê. Và cổ phiếu có 1 tỷ 380 triệu tài sản khác là có 60 triệu về nợ là 2 tỷ 280 triệu trong đó thì chủ yếu là nợ dài hạn và phải trả hàng năm mỗi năm một ít thì à, uh, vốn chủ sở hữu của chị là khá lớn 4 tỷ 320 triệu thì gia đình chị gồm có bốn người hai vợ chồng và hai đứa con thì con lớn thì bây giờ học lớp 5 và con nhỏ thì học lớp 2 thì như vậy nhìn trong cái chữ cân đối kế toán này kết hợp thêm cái chi tiêu vân vân thì chúng tôi có cái đánh giá về cái tài sản và nguồn vốn của chị như sau đầu tiên là cái quỹ dự phòng khẩn cấp của chị Đúng không? thì chúng ta lấy cái tài sản ngắn hạn đó là cái tài khoản sản thanh khoản kia, chia cho chi tiêu và các khoản chi trả thiết yếu tức là cái dòng tiền ra đấy thì đạt có 0,9 tháng do đó là chúng tôi cho rằng không đảm bảo thì à, uh, uh, trong vì sao lại không đảm bảo, vì sao lại chỉ đạt có 0.9 tháng. Nhiều anh chị hỏi như vậy là gia đình chị chi tiêu những 66 triệu/gà thì uh, trong số đó thì chi tiêu một phần và một phần là anh chị trả nợ. Tiếp theo là cái phần tiếp theo là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là khoảng 35% thì về cơ bản cái tỷ lệ này thì ở mức gọi là trung bình, trung bình. Uh, nợ vay này tài trợ cho đầu tư bất động sản thì do đó là về cơ bản cơ bản bản chất nó là tốt và một cái điều hay là không mất lãi thì đây là một nguồn vốn giá rẻ tận dụng được của người thân và thứ ba là cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 53% nếu xét trên góc độ thông thường ấy cá nhân mà như vậy thì là nguy hiểm tuy nhiên với trường hợp này chị vay không mất lãi thì thành ra lại trở nên là khá an toàn không vấn đề gì cả tuy nhiên nó cũng hơi lớn một chút và thứ tư cái tỷ lệ tài sản đầu tư tức là cái tài sản đầu tư đấy gồm bất động sản và cổ phiếu này à. so với tài sản tiêu dùng là rất cao đúng không? lên đến hơn 2.000% thì cho thấy là chị này đang chú trọng rất nhiều vào tài sản đầu tư thay vì là những cái tài sản tiêu dùng đúng không? thì cái điều này nó nếu mà nó sinh lời tốt thì sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập rất tốt rất tốt Tuy vậy thì xét trên cái cơ sở tháp tài sản thì về cơ bản là chị chưa xây được cái nền chắc đó là an cư đã đúng không? Tiếp theo về cái vấn đề thứ hai là về cái kết quả kinh doanh Thì lương thu nhập tổng là 1 tỷ 480 triệu thì Trong đó lương là 1 tỷ Rồi là lương và thưởng vân vân của gia đình Rồi là thu nhập cổ tức, trái tức là 60 triệu Lợi nhuận từ bất động sản là được 400 triệu Và thu nhập khác là 20, 20 triệu chi, Tổng chi phí là 445 triệu Trong đó chi phí sinh hoạt thường xuyên là 300 triệu một năm Thì 25 triệu một tháng Chi tiêu Chi phí tiêu dùng khác là 120 triệu Chi phí lãi vay như chúng ta đã nói là vay không mất tiền Thế thành ra đây là một cái nguồn vốn rất là tốt đúng không ạ? Chi phí khấu hao là 25 triệu Thì lợi nhuận của chị đạt được Năm vừa rồi là 1 tỷ 035 triệu Thì đánh giá về cái thu nhập từ lương của chị Lên đến 1 tỷ đồng Mà chia cho số thành viên gia đình ấy, Có bốn 4 thành viên thôi Như vậy là trung bình mỗi thành viên một năm là 250 triệu Thì tương đương với khoảng 10.000 đô thì nó gấp khoảng độ gần 3 lần so với tổng thu nhập bình quân của người Việt Nam thì cho đấy là đây là một mức thu nhập cao đúng không ạ và nó chiếm phần lớn trong cái tổng kết quả kinh doanh 68% và dòng tiền thực tế thì chiếm tới 93% thứ hai là về cái hiệu suất tài sản đầu tư tài sản đầu tư thì lợi nhuận trên tài sản đầu tư đó là một về cơ bản đó là đạt 11,11% 11%. thì cũng ở mức gọi là tương đối tốt, tương đối tốt. Và thứ ba là khả năng tạo dòng tiền thụ động từ đầu tư thì dòng tiền thụ động từ đầu tư mới chỉ có 60 triệu từ uh, cổ tức, từ trái tức thôi thì nó trên cái tài sản đầu tư thì nó chỉ đạt 1,28%. Như vậy là về cơ bản là thấp. Và tiếp theo là về cái dòng tiền. Thì uh, thu nhập dòng tiền của chị ấy là lương thì nhận được toàn bộ bằng tiền thì được 1 tỷ dòng cổ tức nhận được 60 triệu thu nhập khác nhận được 20 triệu là dòng tiền còn cái 400 tỷ 400 triệu cái sinh lời từ cái bất động sản thì nó không tạo ra dòng tiền nó là tăng giá thôi thì cái chi phí thì cái dòng ra tức là tiền ra đấy chúng tôi gọi là chi phí tiền ra đấy thì chi sinh hoạt thường xuyên là 300 triệu chi tiêu khác 120 triệu và nợ gốc khoản vay trả là 480 triệu thế như vậy dòng tiền ròng có thể bỏ ra là 180 triệu trong khi lợi nhuận là hơn 1 tỷ đúng không ạ thì cái lợi nhuận là cái tài sản dòng của chúng ta nó tăng lên nhưng cái dòng tiền là cái tiền thực tế chúng ta nhận thêm được đúng không? thì chúng ta cần phải phân rõ những cái yếu tố này thì mới biết à Chúng ta có bao nhiêu tiền và chúng ta đầu tư như thế nào đúng không ạ Thì họ đánh giá tỷ lệ thu nhập chủ động đúng không? với chi phí thiết yếu thì là đạt 128% đây thu nhập thụ động chủ động đây chính là lương đúng không ạ 128% thì khá tốt tức là về cơ bản nó đảm bảo vượt 28% so với cái chi phí thiết yếu đúng không ạ vấn đề thứ hai là tỷ lệ thu nhập bị động so với chi phí thiết yếu thì mới chỉ đạt 8% thôi đúng không ạ thu nhập bị động đây đúng không ạ được có 80 triệu thôi thì nó rất thấp 8% Thế do đó là còn rất rất lâu nữa mới có thể đến cái gọi là khâu tự do tài chính Đúng không ạ? Rồi thứ ba là tỷ lệ tiết kiệm thực tế Đó là dòng tiền trên tổng thu nhập thì là 17% Thì nó khá thấp Cần cải thiện Thì nguyên nhân chủ yếu đến từ cái việc cái bất động sản nó không sinh ra dòng tiền Mà nó có tăng giá thôi chứ nó không sinh ra dòng tiền Và thứ tư tỷ lệ trả nợ trên tổng thu nhập Đó là đạt 44% khá cao đúng không ạ tuy nhiên là cũng rất cần thiết để có thể chi trả sớm giảm cái gánh nợ tài chính vào à, về đánh giá chung thì chúng tôi cho rằng ở các cái cấp độ này thì về cơ bản là chỉ đạt được cái bước đầu tiên đó là hiểu được thực trạng tài chính hiện tại và xác định được các mục tiêu tài chính nợ vay an toàn và lương đảm bảo cho chi tiêu thiết yếu còn cái mục thứ hai mục an toàn gồm tất cả các cái điều độ Điều với cấp độ đảm bảo kia và quỹ dự phòng khẩn cấp từ 3 đến 12 tháng thì chưa đạt được và các cái mốc trên thì lại càng chưa đạt được. Thì chị nếu mà cải thiện được thì chị có thể đạt được cái cấp độ ổn định trong một cái thời gian rất ngắn. Còn cấp độ linh hoạt và tự do tài chính thì còn phải một cái thời gian rất dài nữa mới có thể đạt được. Thì đánh giá chung, một cấp độ sức khỏe tài chính thì đảm bảo. Thứ hai tài sản ròng thì tương đối cao 4,32 tỷ. Thứ ba là tài sản đầu tư lớn hơn 6 tỷ, 6 tỷ 240 triệu nhưng hiệu quả sinh lời thì chưa tốt mới đạt có 7,7%. Như vậy nó chỉ tương đương với lãi gửi ngân hàng thôi thì chưa thực sự tốt. Rồi khả năng tạo ra dòng tiền thụ động thì thấp mới có khoảng độ 80 triệu tương đương với 1,28% thôi, không cao, không cao so với cái tổng tài sản đầu tư là hơn 6 tỷ kia. Và thứ tư là chị tập trung vào đầu tư tăng trưởng nhưng mà chưa xây dựng cái nền tảng tài chính an toàn. Đó chính là quỹ dự phòng chẳng hạn cho gia đình. Bởi vì khi cần thiết thì chúng ta cần phải có một cái quỹ dự phòng để có thể chi tiêu luôn. Thì gần đây chúng ta thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp cũng mất thanh khoản. tài sản thì rất lớn nhưng mà nợ vay chẳng may mà khó khăn chẳng hạn thì họ không thể đáp ứng được. Đúng không? Tiếp theo là về chiến lược cho chị phù hợp. Đó là cần phải xây dựng cái quỹ dự phòng tài chính tương đương với khoảng 3 tháng Uh, chi tiêu và trả nợ, tức là khoảng 225 triệu đồng, gồm chi phí sinh hoạt và trả nợ. Thứ hai là cần phải tối ưu lại chi tiêu, tăng tiết kiệm, tích lũy để đa dạng thêm cái đầu tư vào nhiều lớp tài sản khác thay vì tập trung rất nhiều vào cái bất động sản không có sinh lời nhìn nhẹ nhưng mà không tạo ra dòng tiền, không tạo ra dòng tiền, đúng không ạ? Và cần phải là phân vào nhiều lớp tài sản khác nhau, nhiều nhiều loại trong một lớp tài sản và lên tái đầu tư cổ tức nhận được và thứ ba cái dòng tiền thẳng dư mỗi tháng là 15 triệu 15 triệu đúng không? 15 triệu đây bao gồm cái tiền từ thu nhập cũng như là cổ tức vân vân trung bình thì uh, chị nên bỏ 50% tiết kiệm xây dựng quỹ dự phòng 50% để tích sản vào cổ phiếu trả cổ tức để tăng cái thu nhập dòng thu nhập thụ động hơn thì như vậy là một năm thì chị có thể bỏ ra bỏ ra đâu đó khoảng độ 90 triệu để đầu tư vào cái thu nhập cổ tức thụ động thì nó có thể mang lại cho chị riêng cái số tiền này có thể mang lại cho chị thêm khoảng độ 8 đến 10 triệu tiền cổ tức hàng năm thì nâng dần nâng dần cái dòng tiền nảy sinh từ cái hoạt động đầu tư. Và thứ tư này chị nên giữ nguyên cái danh mục bất động sản hiện có và uh, chờ có thể cơ cấu nếu mà cái tài sản này nó thuận lợi thì nên có thể cơ cấu chứ không tập trung vào cái bất động sản nó lớn quá nó lớn quá trong khi cái nguồn tăng giá của nó thì sẽ không quá cao thì như chúng tôi hỏi thì chị cho biết rằng à cái bất động sản thì nó ở một cái vùng rất phát triển rồi tức là nó ở trong ngõ thế thành ra về cơ bản là nó khó có thể tăng giá mạnh được thì trong tương lai thì nếu gặp điều kiện thuận lợi thì có thể cơ cấu cơ cấu dần và thứ năm thì chị nên xem xét cho thuê căn nhà đang sở hữu để có thêm cái dòng thu nhập dòng tiền để bổ sung vào cái hoạt động đầu tư của mình cho nó hiệu quả. Thì trên đây là những cái đánh giá chia sẻ của chúng tôi về cái cơ cấu tài chính cho chị Hồng này. Thì thực sự nếu mà chị mà cơ cấu tốt về cái tài sản của mình thì chị có thể đạt được ở cái cấp độ ổn định trong vòng khoảng 6 tháng tới bằng cách là xây cái quỹ dự phòng tài chính này và có thêm một cái phần bảo hiểm để cho gia đình được an tâm hơn. Còn về cái phần để mà đạt được linh hoạt hay tự do tài chính thì của chị thì với cái tính toán của chúng tôi thì ít nhất cũng cần phải mất khoảng độ 10 đến 15 năm nữa thì mới đạt được. Và khi nào gọi là đạt được tự do tài chính về cơ bản là cái thu nhập thụ động, cái dòng tiền từ thu nhập thụ động nhé. Ví dụ như là cái việc lợi nhuận một năm có thể 3 4 tỷ nhưng mà cái dòng tiền nó mang lại chỉ độ vài trăm triệu thôi là không tự do tài chính được. Thì bao giờ cái dòng tiền nó mang lại cho chị hàng năm đều đặn nó khoảng gấp khoảng độ 1,5 lần so với chi tiêu thiết yếu hàng năm của gia đình thì lúc ý có thể tự do tài chính. Thì ví dụ ở câu chuyện này thì chi tiêu gia đình nhà chị ở đâu đó khoảng độ Đây ạ, à, chúng ta cùng xem ạ. À. Chi tiêu gia đình nhà chị khoảng 445 triệu. Thì khoảng độ 10 năm nữa thì cái chi tiêu này nó có thể lên đến khoảng độ 1 tỷ đồng 1 tỷ đồng Bởi vì nó sẽ trượt giá theo thời gian Thì khi đó để mà tự do tài chính ý, Thì cái dòng tiền của chị ý, Thì tối thiểu phải sinh ra được khoảng độ 1 tỷ rưỡi một năm Tức là mỗi tháng thì khoảng độ 120 triệu 120 triệu Thì tính ra để mà có được cái dòng tiền thu nhập như thế Thì trong khoảng 10 năm nữa Thì cái tài sản ròng của gia đình chị Cũng phải đạt được khoảng độ 30 tỷ đồng Đến 40 tỷ đồng thì mới có thể tạo ra được cái dòng tiền. Như vậy thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi. Thì quý vị có những cái uh, chia sẻ gì về tài chính của bản thân quý vị thì xin mời quý vị cùng comment phía dưới với chúng tôi nhé.